chào em. Ủa, tôi đã nói chuyện rõ ràng với anh rồi mà. Theo như điều tra của anh biết được, em bị mất trí nhớ tạm thời đúng không? Nên chắc em quên luôn giá trị của đồng tiền thì phải. Em à, không có tiền khổ lắm, cặp đất mà ăn đó. Giáp, anh cho em cơ hội cuối cùng để chọn yêu anh. Nè, tôi thà cặp đất mà ăn chứ không chịu được cái tên ba trợn như anh đâu, rõ chưa? Ba trợn có nghĩa là bị khùng hả? Ai nói anh ba trợn hả? Ai nói anh ba trợn? Bác sĩ không hề nói như vậy nha. Anh có tiền mà, em không chọn anh sao? Vì tôi đã có bạn trai rồi, vậy thôi nha. Em nói sao? Bạn trai à? Có phải chồng đâu mà anh ghét.